hai phần. Phần thứ nhất là về kỹ thuật sốc điện trong cấp cứu tim mạch, và phần thứ hai là một cái cũng rất là chuyên khoa riêng của tim mạch, đấy là kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tạm thời. Thế thì đây là những cái kỹ thuật mà chúng ta cũng thấy là khi chúng ta đi trực hoặc trong quá trình công tác thì chúng ta làm thường quy, chứ cũng không có cái gì là mới mẻ cả. Cho nên là phần này tôi sẽ đi cũng tương đối là nhanh. Thế có những cái phần nào mà chúng ta còn chưa rõ mà cần hỏi thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi nhé. Thì đầu tiên chúng ta phải hiểu ngay cái vấn đề chúng ta là định nghĩa về chúng ta chuyển nhịp nghĩa là như thế nào. Chuyển nhịp tức là có nghĩa đang từ một cái nhịp bất thường chúng ta chuyển nó về cái nhịp bình thường hay gọi là nhịp xoang. Thì nó có cái các cái phương pháp chuyển nhịp, là người ta có thể chuyển nhịp bằng thuốc, là người ta dùng các loại thuốc chống, sử dụng các thuốc chống loạn nhịp cho bệnh nhân uống, hoặc là đưa vào qua cái đường tĩnh mạch và để chuyển từ nhịp bất thường đấy về nhịp xoang chẳng hạn. Ví dụ như là khi chúng ta bị cơn nhịp nhanh kịch phát trên thắt chẳng hạn, thì chúng ta có thể chuyển nhịp bằng thuốc chẳng hạn, chúng ta có thể tiêm adenosine, thế là chuyển về nhịp xoang cho bệnh nhân. Thế và một biện pháp nữa là chuyển nhịp bằng sốc điện. Bằng sốc điện hay là đây là người ta sử dụng một cái dòng điện cực kỳ lớn, thế và thông qua những cái bản điện bản cực, và chúng ta sẽ truyền dòng điện qua tim và nó làm cho cắt đứt tất cả những cái đường dẫn truyền bất thường ở trong tim, cũng như là dập tắt những cái hoạt động điện học của những ổ khởi phát nhịp bất thường. Thế là qua đó thì nó làm cho cái nút xoang nó lại quay trở lại hoạt động một cách bình thường và khôi phục nhịp tim bình thường bằng sốc điện. Thế ngoài nữa là còn chuyển nhịp chẳng làm gì cả, tự nhiên đang cơ điểm nhanh tự nhiên nó cũng hết cơn, thì nó tự động tự nhiên nó chuyển về nhịp bình thường. Trong phần này thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau về các cái máy có tác dụng là chuyển nhịp bằng điện học. Thì bây giờ có rất nhiều những cái loại máy, từ những cái loại máy mà với những cái bản điện cực gắn ở vùng nội mạc cơ tim hay trong buồng tim, hay gọi là những cái máy ICD ấy, mà gắn ở dưới da, đưa các cái điện cực vào trong buồng tim, sốc điện trực tiếp từ trong nội mạc cơ tim, cho đến những cái máy người ta cũng gắn dưới da nhưng sử dụng các điện cực nó đi ở thượng tâm mạc, ở bề mặt ngoài của quả tim, thế và người ta nó cũng sốc điện và để chuyển nhịp cho bệnh nhân, cho đến những cái máy mà nếu các bạn có điều kiện đi học hoặc đi chơi hoặc đi công tác ở các nước ngoài thì thường thấy là ở bến tàu xe này, hay là những cái chỗ đông người, nhất là ở các khu sân bay hoặc siêu thị hoặc rạp chiếu bóng hoặc rạp chiếu phim, thì người ta để sẵn những cái máy gọi là máy phá rung tự động. Tất cả những cái máy này nó đều là có tác dụng là để cứu bệnh nhân khi xuất hiện những cái cấp cứu, ví dụ ngừng tuần hoàn hoặc rối loạn nhịp làm cho bệnh nhân mất ý thức, thì người ta sử dụng những cái máy này ở các cái địa điểm công cộng rất là dễ dàng để sốc điện. Tuy nhiên ở Việt Nam mình thì vẫn còn rất là hạn chế, ví dụ như là chúng ta đi ở trong bệnh viện này chẳng hạn, chúng ta cũng chẳng nhìn thấy ở đâu có máy sốc điện cả, trừ là vào phòng cấp cứu, hoặc là có thì cũng phải rất là cẩn thận. Thế thì định nghĩa cái sốc điện là như thế nào? Thế nó là một cái phương pháp. Sốc điện là gì? Thì nó là đây là một cái liệu pháp gây sốc, chẳng chúng ta biết là gây sốc rồi đúng không? Sốc tức là một cái rất là nhanh, gọn và sử dụng điện học để chuyển nhịp tim bất thường trở về bình thường. Và người ta có thể sốc điện chuyển nhịp khi có chuẩn bị, và có sốc điện chuyển nhịp khẩn cấp hoặc cấp cứu. Ví dụ như trong rung thất, chúng ta chẳng có sự chuẩn bị gì cả, bắt buộc phải sốc điện để cứu bệnh nhân. Thì lịch sử cái phương pháp sốc điện này nó có từ bao giờ? Thì người ta thấy rằng cách đây đến khoảng 300 năm, người ta đã thấy là người ta đã dùng, khi mà bắt đầu có ông Watt, ông đã có cái nghiên cứu, đã tìm ra được mức năng lượng từ dòng điện, thì người ta đã, các bạn thấy là chắc chắn là chúng ta phải sờ vào điện, như giật điện, chúng ta sờ vào điện mà chẳng hạn chẳng may chạm vào điện giật cũng là một dạng sốc điện. Thì người ta đã sử dụng cái dòng điện đấy để người ta làm gây ngừng tim, và sau đó là người ta lại hồi phục tim đập trở lại ở những loài động vật. Thế tuy nhiên thì cùng với đó thì sự phát triển của y học, thì đến năm 1947 thì người ta bắt đầu là có sử dụng dòng điện để chuyển nhịp điều trị ở trong khi phẫu thuật tim của bệnh nhân. Và đến năm 1962 thì trên cái tờ tạp chí Circulation thì bắt đầu người ta mới báo cáo về một số những cái ca được điều trị chuyển nhịp rung nhĩ và nhịp nhanh thất bằng phương pháp sốc điện. Vậy thì chúng ta biết là sốc điện thì có hai phương pháp, một cái chúng ta là sốc điện có chuẩn bị và một cái sốc điện không chuẩn bị. Thì người ta gọi là sốc điện chuyển nhịp, hay người ta gọi là direct current cardioversion, và một cái là phá rung, tức là tất cả những cái trường hợp mà nhịp tim mất vận động, mất huyết động, không bắt được mạch, thì người ta cần phải phá những, phải dập tắt ngay những cái hiện tượng đó ở
của những cái cơn bão điện học đấy ở tim, hay là những cái cơn rung thất đấy. Thì đối với cả những cái sốc điện chuyển nhịp thì đấy là những cái chúng ta hoàn toàn có thể chuẩn bị được, và chúng ta sử dụng những cái mức năng lượng thấp rồi chúng ta tăng dần lên, và chúng ta có thể nếu không thành công chúng ta tăng dần các cái mức độ sốc lên, rồi chúng ta phải sốc đồng bộ, và khi đó thì chúng ta hoàn toàn chuẩn bị được bệnh nhân, nên chúng ta chuẩn bị được thuốc và chúng ta sử dụng được cho tất cả những cái trường hợp điều trị các cái rối loạn nhịp nhanh, trừ trường hợp là rung thất. Rung thất là chúng ta phải sốc điện cấp cứu và sử dụng mức năng lượng cao nhất ngay, để chỉ cần sốc một lần là phải dập tắt được ngay cơn bão rối loạn nhịp do rung thất gây ra, để trở lại nhịp xoang cho bệnh nhân. Và khi chúng ta sốc thì chúng ta sẽ sốc không đồng bộ và tiến hành ngay lập tức, và không để mục đích là để cứu bệnh nhân. Thế thì hướng dẫn về việc sốc điện chuyển nhịp cho bệnh nhân, cho các cái bệnh nhân bị rối loạn nhịp, thì năm 2019 trong cái hướng dẫn hướng dẫn điều trị cho bệnh nhân mà bị những cái cơn tim nhịp nhanh kịch phát, thì người ta cũng nói rất là rõ. Cái này thì sẽ lướt rất qua các bạn, vì sốc điện cực kỳ đơn giản. Có nghĩa là gì? Bất kể cái cơn tim nhanh với phức bộ QRS thanh mảnh hoặc là QRS giãn rộng, đều hay là không đều, mà nếu huyết động không ổn định, tức là gì? Bệnh nhân bệnh huyết áp chúng ta không đo được, mạch rất là nhanh, biểu hiện có rối loạn ý thức, thì chúng ta bắt buộc phải sốc điện ngay, và chúng ta phải sốc điện đồng bộ. Đây là chỉ định loại 1 luôn, là chúng ta phải sốc điện đồng bộ ngay cho bệnh nhân để chuyển nhịp cho bệnh nhân về nhịp bình thường. Còn tất cả những trường hợp khác mà huyết động ổn định, mà chúng ta sử dụng các biện pháp, ví dụ như là biện pháp cường phế vị, rồi là sử dụng những cái thuốc chống loạn nhịp như adenosine, hoặc là sử dụng những cái thuốc ở nhóm 1C chẳng hạn, nhưng không kiểm soát được nhịp, thì chúng ta cũng phải sốc điện. Đấy, sau đi một vòng lên, nó giống như dòng điện xoay chiều, đến đúng một vòng thì nó cũng lại đến là chúng ta sắp phải sốc điện. Dù nhịp nhanh, QRS thanh mảnh hay giãn rộng, đều hay không đều, thì chúng ta đều phải sốc điện nếu huyết động không ổn định. Ngay cả trong những trường hợp rung nhĩ chẳng hạn, trong những trường hợp rung nhĩ mà tần số thấp đáp ứng rất là nhanh và huyết động không ổn định, thì việc sốc điện cũng là chỉ định loại 1 luôn. Và trong những trường hợp khác huyết động ổn định, nếu như chúng ta có thể sử dụng các cái thuốc chống thuốc chuyển nhịp mà chúng ta không chuyển được, thì chúng ta cũng chuyển bệnh nhân ra, chúng ta sốc điện để chuyển về nhịp xoang cho bệnh nhân. Đặc biệt là trên một số những trường hợp, ví dụ như phụ nữ có thai chẳng hạn, thì sốc điện là biện pháp chuyển nhịp an toàn cho phụ nữ có thai và không ảnh hưởng đến nhịp tim của thai nhi. Đối với những người bị phụ nữ có thai, chúng ta không thể dùng được thuốc chống loạn nhịp, ví dụ như là amiodarone, chúng ta không thể dùng được. Cho nên là biện pháp sốc điện là rất an toàn cho phụ nữ và nó thường không ảnh hưởng đến nhịp tim thai. Trên những bệnh nhân có máy tạo nhịp vĩnh viễn hoặc là đã được cấy những cái máy phá rung tự động, nhưng vì một lý do đấy nó không sốc điện và chúng ta buộc phải sốc, thì cái việc sốc điện này nó có thể ảnh hưởng đến một phần chức năng hoạt động của máy, do đó những cái bản điện cực sốc của chúng ta sẽ phải để cách ít nhất là khoảng hơn 10cm về thân máy, và người ta thường là hay dán miếng sốc ở trước và sau lưng, chứ người ta không cầm đặt ở trước ngực như chúng ta vẫn thường làm. Đối với cả những bệnh nhân mà bị ngộ độc digitalis hoặc là hay ngộ độc digoxin ấy, mà bị những cái rối loạn nhịp thấp mà chúng ta bắt buộc phải sốc điện, thì chúng ta cũng phải xử trí ngay, sốc điện. Và sau đó chúng ta, nếu mà nhịp tim quá chậm, chúng ta kết hợp với đặt máy tạo nhịp tạm thời. Thì cái phần máy tạo nhịp tạm thời tôi sẽ trao đổi với các bạn sau. Thế hiện tại trên trong bệnh viện của chúng ta thì chúng ta có hai cái loại máy sốc điện, là máy sốc điện 1 pha và máy sốc điện 2 pha. Không biết ở các bệnh viện các bạn có còn cái máy 1 pha nhỉ, monophasic không? Mà cái máy nó có mức năng lượng đến 360 joule ấy. Không có thế là rất là may, vì giờ tất cả trên thế giới người ta cũng đều dùng cái loại là biphasic, tức là máy sốc điện 2 pha. Thì máy sốc điện 2 pha này cái năng lượng nó tối đa nó chỉ đến 200 joule. Thế nhưng mà cái 2 pha thì nó rất hiệu quả, vì cái, các bạn nhìn thấy cái hình ảnh đây, cái cường độ dòng điện nó đi từ cực dương sang cực âm. Đối với máy sốc điện 1 pha thì nó chỉ có một hướng thôi. Thế còn riêng máy sốc điện 2 pha thì nó có pha đảo lại nữa, và do vậy cái hiệu quả của nó sẽ cao hơn rất nhiều. Và cái lợi ích của máy sốc điện 2 pha là nó có tác dụng tương tự như máy 1 pha, nhưng mà với mức năng lượng dùng thấp hơn. Mà khi dùng năng lượng thấp hơn thì nó ít tổn thương tới cơ tim hơn, và ít ảnh hưởng đến những cái biến đổi tái cực, những vận chuyển ion qua màng tế bào của cơ tim hơn. Và cái mức năng lượng thường của máy 1 pha, máy 2 pha là thường nó tối đa chỉ đến 200 joule, và thường chúng ta cũng chỉ thường dùng từ 150
run là cũng để thành công rồi. Và tất cả những cái máy phá rung tự động thì bây giờ thì đều là máy HiFi hết, và tỷ lệ thành công rất là cao, là khoảng quanh loanh quanh khoảng 90%. Thế thì một cái nữa là khi chúng ta sẽ sốc điện bệnh nhân thì chúng ta sẽ đặt điện cực ở vị trí nào? Bình thường thì chúng ta đặt ở trước ngực đây, đúng không ạ? Có hai cái bản điện cực, thì một là chúng ta sẽ đặt ở cạnh xương ức bên phải, và bạn nữa là ở phía mỏm tim. Thế đấy là cái thông thường chúng ta vẫn làm. Thế ngoài ra, đối với một số trường hợp, ví dụ như có máy tạo nhịp chẳng hạn, máy tạo nhịp vĩnh viễn mà chúng ta đặt ở vùng dưới, ở trong cơ ngực trái dưới đòn ở bên trái hoặc là bên phải, thì chúng ta không thể đặt hai cái bản điện cực như thế được, vì nó sẽ rất gần cái máy tạo nhịp, và do vậy người ta đặt một cái bản điện cực ở phía trước ngay mỏm tim, và một cái nữa cũng ở ngay sau quả tim, tức là theo hướng trước sau, thì nó cũng có lợi ích trong cái việc là chuyển nhịp cho bệnh nhân. Một điều chúng ta cũng quan tâm đến là biến chứng của sốc điện như nào. Sốc điện thì thường các bạn thấy đây là rất an toàn, đúng không? Ít biến chứng, thì đây là một trong cái chúng ta cứu sống bệnh nhân mà. Một biện pháp chúng ta cứu sống bệnh nhân là ít biến chứng. Tuy nhiên thì nó cũng có một số cái biến chứng ít gặp. Ví dụ như là khi sốc điện xong thì các bạn thấy là biến đổi STT, thường là sau sốc điện chẳng hạn, thường thấy T âm tịt xuống chẳng hạn. Nhưng mà thường nó thoáng qua thôi, và sau đó thì nó sẽ trở lại bình thường. Hoặc có thể xuất hiện rối loạn nhịp. Ví dụ khi chúng ta sốc điện xong để điều trị cái rối loạn nhịp này, có thể lại ra một cái rối loạn nhịp khác, hoặc là sốc điện ở trên những bệnh nhân ngộ độc digoxin chẳng hạn, thì nó lại xuất hiện nhịp chậm, hoặc thậm chí có thể là block nhĩ thấp chẳng hạn. Đối với cả một số những cái bệnh lý ví dụ như là có huyết khối, thì tình trạng cấp cứu bắt buộc phải sốc. Khi mà chúng ta một bệnh nhân vào chẳng hạn tụt huyết áp, mạch rối loạn huyết động mà nhịp nhanh, chúng ta buộc phải sốc điện. Nhưng mà nhiều khi chúng ta chưa biết là bệnh nhân có huyết khối ở trong buồng tim không, hoặc là có nguy cơ bị tạo thành nhiều huyết khối, thì khi chúng ta sốc điện chuyển về nhịp xoang, rất có nguy cơ cục máu đông ở trong buồng tim, đặc biệt là trong vùng tiểu nhĩ trái hoặc nhĩ trái, nó khi sốc nó chuyển về nhịp xoang nhĩ trái bóp một cái, thì là nó dễ những cái cục máu đông đấy nó dễ bị vỡ, và nó theo cái dòng tuần hoàn đi có thể gây tắc mạch hệ thống, ví dụ như là tắc mạch não hoặc là những cái mạch tạng chẳng hạn, nên chúng ta cũng ít gặp thôi. Đương nhiên là khi sốc điện một dòng điện cực lớn tràn ngập vào trong cơ tim trong một thời gian rất ngắn thì nó cũng gây tổn thương cơ tim. Tuy nhiên chúng ta dùng máy sốc điện HiFi thì giảm được cái tỷ lệ tổn thương cơ tim xuống hơn rất nhiều so với máy một pha. Ngoài có thể có tụt huyết áp thoáng qua, hoặc là khi chúng ta đặt cái bản cực này, nếu chúng ta không chuẩn bị, không dùng gen để tăng cái tiếp xúc với điện học, thì rất có nguy cơ là để nó bị sốc điện gây bỏng da, gây tạo thành cả một cái vết đỏ, thậm chí là bỏng da, bong da như là bị bỏng điện giật ấy. Thế để chuẩn bị một bệnh nhân để chúng ta sốc điện chuyển nhịp thì chúng ta sẽ nào? Thứ nhất là nếu mà chúng ta có sự được chuẩn bị được đầy đủ thì chúng ta phải giải thích kỹ về quy trình kỹ thuật. Những tai biến rất ít khi xảy ra nhưng vẫn có thể xảy ra, và chúng ta phải có monitor theo dõi, có thở oxy kính, có đường truyền ngoại vi tốt, và có sẵn các cái bộ để cấp cứu về ngừng tuần hoàn, về hô hấp và tuần hoàn, ví dụ như là có bóng nội khí quản, có mask thanh quản và các thuốc cấp cứu như là những cái thuốc để atopy, nếu sốc điện xong nhịp tim chậm quá chẳng hạn, chúng ta còn phải tăng nhịp tim lên, hoặc là những cái thuốc vận mạch chúng ta chuẩn bị sẵn. Đây là chúng ta chuẩn bị những cái bệnh nhân sốc điện, chúng ta phải theo dõi SpO2, mark monitor điện học, chúng ta theo dõi và làm sạch cái vùng diện tích để chúng ta đặt các cái bản cực để sốc điện. Thì đặc biệt là cái máy sốc điện bây giờ, máy HiFi nó rất là hiện đại. Các bạn thấy là nó có cái chế độ là để sốc cấp cứu, tức là chúng ta không cần phải ghi điện tim của bệnh nhân, không cần biết bệnh nhân là đang bị rối loạn nhịp gì, không cần phải đi tìm điện cực để dán, nó chỉ cần cầm hai cái bản điện cực đặt lên vị trí ở trên ngực bệnh nhân thôi, thì lập tức là hai bản điện cực đấy nó như là ghi điện học luôn, nó thể ghi luôn điện tim của bệnh nhân lúc đấy có nhịp hay không, hay là rung thất. Thế người ta nó có cái chữ pad rồi này, các bạn để đúng ở cái chỗ này, đừng chuyển gì cả. Khi sốc cấp cứu đặt lên thì nó như là nhận điện tim bệnh nhân, và khi nhận được điện tim bệnh nhân rồi thì nếu mà đúng là đang rung thất chúng ta sốc điện một cái, còn nếu như không phải thì thôi. Gần đây cái đây khoảng mấy tuần có bệnh nhân đang đến khám ở phòng khám theo cầu này, thế là bệnh nhân lăn ra ngất, thế là vọng lao vào ép tim rồi các thứ, thế là bắt mạch không thấy, thế xong rồi định mang máy sốc ra thì định sốc điện, thì lúc đấy là mình để luôn chế độ tether này, mình đặt lên ngực bệnh nhân thì thấy là bệnh nhân có nhịp nhưng nhịp rất là chậm. Thế thôi, mình không phải sốc điện nữa, ông cho atopy, nó chuyển sang cấp cứu, bệnh nhân này vẫn sống như bình thường. Thế là bệnh nhân có thể người ta ngồi chờ lâu, người ta bị đói cường phế vị, nó gây nhịp chậm thôi.
Thế còn ngoài ra nó còn có cái chế độ chúng ta có thể theo dõi từng cái điện cực ngoại biên một, ví dụ như là chuyển đạo D1, D2, D3 đấy, thì chúng ta đều có thể theo dõi được, hoặc có một số máy thì có thể theo dõi được cả 6 chuyển đạo nữa, thì trước tim nữa thì chúng ta đều có thể ghi được, và nó ghi được những cái điện đồ như thế. Đối với cả cái máy sốc điện thông thường chúng ta hiện tại vẫn sử dụng thì có hai cái loại, một cái loại bản cực là bằng cái điện cực dán, tức là gì, tức là nó là những cái bản điện cực sốc này, nhưng mà thay cái việc là chúng ta cầm trên tay này, người ta có một cái lớp keo người ta dán ở trên ngực, dán áp sát vào ngực của bệnh nhân, thế sau đó là chúng ta không phải cầm hai cái như hai cái ba la để đặt lên người bệnh nhân nữa, mà chúng ta chỉ cần ra điều khiển ở ngoài bấm nút là máy nó tự sốc. Thì hiện tại ở chỗ ở viện tim mạch trong phòng can thiệp chúng tôi cũng sử dụng cái điện cực dán ở mặt ngoài thế, để đỡ phải có thêm một người cầm cái điện cực sốc. Thế còn bình thường khi chúng ta cấp cứu thì chúng ta hoàn toàn sử dụng cái điện cực sốc, thì nó có hai cái, một cái luôn luôn nó ghi chữ sternum, tức là cạnh xương ức phải, và một cái nó ghi chữ là apex này, có nghĩa là gì, là mỏm, mỏm thất phải, mỏm thất, mỏm tim, để ở mỏm tim, và chúng ta đặt một cái ở cạnh xương ức phải, một cái ở mỏm tim, và chúng ta sốc. Và nó thường bao giờ trên cái máy nó có nút sạc nạp năng lượng và nút sốc, như cả cái cò sốc ấy, cò sốc thì bao giờ chúng ta phải bấm cả hai tay thì nó mới sốc được, chứ bấm một bên nó không bao giờ sốc. Và đối với cả bệnh nhân thì chúng ta nên bôi gen dẫn điện ở vùng ngực và ở trên những cái bản điện cực sốc. Cái việc bôi gen này nó làm cho giảm điện trở, làm cho giảm cái trở kháng, giảm cái trở kháng của da và tổ chức dưới da đối với cả vùng cơ tim, và nó làm cho đỡ bị tổn thương mô xung quanh nữa. Thường thì khi chúng ta sốc điện bệnh nhân mà có sự chuẩn bị, và thì chúng ta thường gây mê, và ngày xưa người ta dùng chiêu băng tan và dùng rất nhiều những cái loại thuốc mê khác nhau, nhưng bây giờ thì cũng thống nhất người ta dùng một cái gây mê nhanh bằng cái propofol hay gọi là dipivan với liều 1 ml trên 10 kem, mà chúng ta bơm nhanh sau đó xả dịch, và đến khi bệnh nhân mà ý thức bắt đầu thay đổi, giảm ý thức thì chúng ta có thể sốc điện được ngay. Và khi sốc điện thì chúng ta, cái máy sốc điện chúng ta luôn luôn khi chuyển nhịp trừ rung thất chúng ta để ở chế độ là đồng bộ. Đây chúng ta nhìn, đây là điện tim của bệnh nhân ở chế độ bình thường. Đây là nhịp rung nhĩ tần số khoảng 93 lần một phút. Và khi chúng ta chuyển sang chế độ đồng bộ thì chúng ta thấy rằng là máy lập tức nó nhận tất cả những cái sóng R này ngay. Đây. Và khi chúng ta sốc điện thì nó sẽ tránh hoàn toàn không sốc vào cái sườn xuống của sóng R nữa, tức là sóng T nữa. Và chúng ta đặt chế độ đồng bộ thì sốc nó sẽ an toàn cho bệnh nhân. Và thường đối với rung nhĩ thì chúng ta cứ để khoảng 150 joule, và đây nó đã có, thường trên các máy nó đã có màu luôn rồi. Đấy, nó có, thường có cái màu luôn, vì đây máy hai pha các bạn nhìn này, nó để sẵn cái màu rồi. Đấy là cái tiêu chuẩn thì thế. Và chúng ta để một điện cực ở cạnh xương ức và cái ở mỏm tim, chúng ta sốc cho bệnh nhân thôi, thì là nó sẽ rất là nhẹ nhàng thôi. Cả quá trình này các bạn đếm chỉ vài phút thôi, vài giây thôi, đấy, sốc một cái thế là xong, thế là chuyển nhịp xong, rất là đơn giản. Đấy. Và khi sốc xong thì chúng ta thấy rằng là để ở không bị bỏng da, chỉ có một đốm vết đỏ, sau đó nó sẽ tự hết. Thì đấy là cái kỹ thuật sốc điện một cách là cũng rất là đơn giản, các bạn vẫn làm hàng ngày. Chúng ta chỉ cần nhớ là vị trí chúng ta đặt các điện bản điện cực sốc này, hai nữa là trừ trường hợp rung thất thì chúng ta đều sốc đồng bộ hết. Các bạn nhớ là để đồng bộ, nhớ hết là để đồng bộ. Thế còn đối với rung thất, nếu các bạn để đồng bộ nó sẽ không sốc được đâu. Không biết là đây là các bạn nào trực ở C5 có một trường hợp đấy chứ. Cái đây cũng khoảng vài tháng sốc, để bấm vào chế độ đồng bộ nhân rung thất, bấm máy chẳng sốc được gì cả. Thế xong vô tình nha, bấm ngay, tắt cái chế độ đồng bộ đi, sốc cái được ngay. Thế nên để vào chế độ đồng bộ thì sẽ rung thất, thì khi rung thất thì nó mất hết sóng rồi, thì chế độ đồng bộ nó không nhận được cái điện đồ nữa, không nhận được cái điện tim nữa, thì tất cả các trường hợp mà để là không đồng bộ, đối với rung thất chúng ta để không đồng bộ, còn các trường hợp có thể đồng bộ sốc. Thì chỉ có một cái là người ta chỉ sợ nhất ấy, là ở cái chế độ mà không đồng bộ, khi sốc điện nó lại sốc đúng vào cái sườn, cái nó sóng T ấy, nó sốc đúng cái sườn xuống của sóng T, thì nó sẽ gây một cái rối loạn nhịp, lại gây rung thất. Đấy, nó gây rung thất thì sợ nhất cái đoạn như cái đấy thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta đã làm chủ máy kỹ này rồi, ta không sợ. Nếu chẳng hạn các bạn có không may mà để không đồng bộ, sốc một cái nó không may thế nhé, nó rơi đúng vào sườn sóng T,
từ cái nhanh trên thất chẳng hạn nó chuyển thành dung thất chẳng hạn, thì cũng bình tĩnh không sao cả, chúng ta lại sốc lên phát nữa thì nó sẽ trở về nhịp bình thường đấy, chứ không lúc đấy cuống cả lên rồi thì lại cuống cả lên rồi thì bảo tôi chết rồi dung thất rồi biết làm sao, thì ta sốc người nữa lại về bình thường đấy. Nếu mà có chót mà chúng ta mà để mà quên cái đấy thì nó bình tĩnh chúng ta làm lại. Thì đấy là cái phần mà kỹ thuật sốc điện nó cũng tương đối là đơn giản, kỹ thuật sốc điện trong cấp cứu đơn giản. Thế còn những cái kỹ thuật ví dụ như là sốc cứu sốc điện ở trong buồng tim như ICD các thứ thì nó sẽ phức tạp hơn, nó sẽ có bộ phận nhận cảm rồi là trở kháng sốc rồi rất nhiều thứ, nhưng cái mức năng lượng của nó rất là thấp, thường sốc ở trong buồng tim nó chỉ khoảng 30 đến 40 joule là sốc thành công. Thế một phần nữa thì cũng hay đấy là phần về kỹ thuật tạo nhịp tim tạm thời, trao đổi các bạn. Thì cái này, cái kỹ thuật tạo nhịp tim tạm thời này thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều, hầu như là ngày nào chúng ta thấy có những ca phải đặt máy tạm thời. Vậy thì khi nào chúng ta đặt máy tạm thời thì các bạn thấy là người ta có chia ra rất nhiều những cái chỉ định khác nhau. Ví dụ như là trong những trường hợp nhịp chậm chẳng hạn, trong tất cả những trường hợp nhịp chậm mà không phải do nhồi máu cơ tim cấp chẳng hạn, thì khi có triệu chứng thì người ta sẽ đặt máy tạo nhịp tạm thời. Ví dụ như kể cả nhịp chậm xoang hoặc suy nút xoang mà có triệu chứng, ví dụ bệnh nhân ngất chẳng hạn, nhịp tim chậm mà có triệu chứng ngất thì chúng ta phải đặt máy tạm thời ngay. Hoặc là những trường hợp mà block nhĩ thất như block nhĩ thất cấp 3 chẳng hạn, bắt buộc phải đặt máy tạo nhịp tạm thời. Hoặc là những trường hợp block nhĩ thất cấp 1 hoặc cấp 2 nhưng có triệu chứng thì chúng ta cũng phải đặt máy tạo nhịp tạm thời. Hoặc là những có bệnh nhân bị quá liều thuốc, ví dụ như là uống ngộ độc digoxin gây block cấp 3 chẳng hạn, gây nhịp chậm chẳng hạn, thì chúng ta cũng phải đặt máy tạo nhịp tạm thời. Hoặc những trường hợp rối loạn điện giải, rối loạn chuyển hóa thì chúng ta cũng phải đặt máy tạo nhịp tạm thời. Hoặc là sau mổ tim, bạn nếu đi qua C8 hoặc các khoa phẫu thuật, các bạn thấy sau mổ tim bao giờ các bác sĩ cũng để hai cái điện cực chờ ở thượng tâm mạc, để nếu mà có vấn đề nhịp chậm chẳng hạn thì người ta sẽ phải đặt cho máy tạo nhịp luôn để kích thích quả tim đập. Hoặc là quả tim sau khi mổ xong nó đập quá chậm, nó không cung cấp đủ cung lượng để cho tim nó không bóp cung cấp đủ cái cung lượng cung cấp máu nuôi cơ thể, thì người ta cũng phải đặt cái máy tạo nhịp tạm thời. Hoặc là trong những trường hợp viêm cơ tim, các bạn thấy đúng không, ở đây rất nhiều viêm cơ tim đặt máy tạo nhịp tạm thời đề phòng lúc mà nhịp tim nó chậm quá hoặc là gây suy giảm huyết động cho bệnh nhân. Sau khi bệnh nhân ổn định rồi chúng ta lại tháo máy ra. Và trong những trường hợp mà máy tạo nhịp ví dụ như hết pin hoặc đứt điện cực chẳng hạn, nó không dẫn nữa, thì chúng ta cũng phải đặt những cái máy tạo nhịp tạm thời. Còn trong những trường hợp nhồi máu cơ tim thì trong những trường hợp mà chúng ta thấy ví dụ như là vô tâm thu chẳng hạn, các bạn cấp cứu ở sau ban buổi sáng hay là những cái cấp cứu ở bên khoa cấp cứu tim mạch, nhân cấp cứu mà bệnh nhân xuất hiện vô tâm thu, thế là đặt máy tạo nhịp tạm thời để kích thích nhịp tim cho nhịp tim đập lại ngay. Hoặc là những cái trường hợp nhịp chậm mà không đáp ứng với cả những cái thuốc tăng tần số tim, ví dụ như atropin chẳng hạn, thì người ta cũng phải đặt máy tạo nhịp. Hoặc là người ta dự phòng khi ví dụ như là khi can thiệp thân trung động mạch vành trái hoặc can thiệp động mạch vành phải chẳng hạn, thì bao giờ các bác sĩ can thiệp người ta cũng đặt sẵn máy tạo nhịp tạm thời chờ để đề phòng cái hiện tượng là tái tưới máu. Khi tái tưới máu cơ tim có thể gây những cái nhịp chậm, có thể gây ngừng tim, vô tâm thu hoặc gây những cái bão rối loạn nhịp, thì người ta phải đặt máy tạo nhịp tạm thời để chờ sẵn, thì người ta thường là làm. Hoặc là đặt máy tạo nhịp tạm thời trong cái việc là để điều trị những cái rối loạn nhịp, ví dụ như là muốn cắt những cái cơn nhịp nhanh bằng tạo nhịp vượt tần số chẳng hạn, thì người ta cũng đặt máy tạo nhịp. Hoặc là những bệnh nhân mà có hội chứng QT kéo dài ấy, nó hay gây xoắn đỉnh, thì người ta cũng đặt máy tạo trong lúc để chờ tìm nguyên nhân và để điều trị nguyên nhân cho bệnh nhân, người ta cũng đặt máy tạo nhịp tạm thời xong kích thích cho tim đập nhanh lên để làm cho thời gian QT nó ngắn lại. Nói chung thì một số cái thường gặp chỉ định thường gặp nhất trên thực hành lâm sàng các bạn đấy là gì? Khi mà chúng ta đặt máy tạo nhịp tạm thời khi block nhĩ thất, khi có block nhĩ thất độ cao mà không ngất thì các bạn phải đặt tạm thời. Nhồi máu cơ tim thành dưới, nhồi máu cơ tim thất phải thì chúng ta cũng có thể, và có block nhĩ thất phải đặt máy tạo nhịp tạm thời. Những cái viêm cơ tim có rối loạn nhịp tim, nhịp chậm là chúng ta đặt máy tạo nhịp tạm thời. Những cái cơn nhịp nhanh trên thất hoặc cơn nhịp nhanh thất mà chúng ta cần phải tạo nhịp vượt tần số thì chúng ta cũng đặt máy tạo nhịp tạm thời. Và sau mổ tim thì chúng ta để điện cực chờ. Sau mổ tim nếu cần thiết thì chúng ta cũng sẽ lắp máy tạo nhịp tạm thời để kích thích cho quả tim đập được ngay. Về chống chỉ định và đặt máy tạo nhịp tạm thời thì
chỉ có chống chỉ định đối với cả đặt qua đường tĩnh mạch thôi. Đặt qua đường tĩnh mạch thì những trường hợp mà có rối loạn đông máu, ví dụ khi chúng ta chọc vào mạch máu này, có thể gây nó, mà khi rối loạn đông máu thì gây chảy máu hoặc gây hoặc là nhiễm trùng tại chỗ chọc mạch, hoặc là huyết khối tĩnh mạch sâu ở tĩnh mạch định chọc chẳng hạn, ví dụ như huyết khối tĩnh mạch đùi chẳng hạn, bây giờ chúng ta định chọc vào đấy nữa thì chúng ta không thể chọc được. Thế còn lại những cái các cái đặt máy tạo nhịp tạm thời qua các đường khác thì không có chống chỉ định. Và các cái cách tạo nhịp tạm thời thì người ta có này, tạo nhịp tạm thời qua lồng ngực, tức là gì, người ta dùng điện cực ngoài, tức là hai cái bản điện cực người ta dán ở ngoài cực, ở ngoài da, và nó kích thích cho quả tim, kích thích điện vào trong cho quả tim đập, đặt tạo nhịp tạm thời đường tĩnh mạch là cái chúng ta vẫn hay làm. Thế trong phẫu thuật tim thì người ta đặt tạo nhịp tạm thời ở thượng tâm mạc, ngay ở lớp thượng tâm mạc trong phẫu thuật, và người ta còn tạo nhịp tạm thời qua thực quản, đặc biệt lúc mà để overdriving cho chuyển đạo thực quản vào để ghi điện cờ, ghi hoạt động điện học của nhĩ thất. Thế sau đó người ta kích thích luôn, overdriving tức là kích thích vượt tần số để cho chuyển nhịp tim nó về bình thường. Hoặc là trong những trường hợp mà quá cấp cứu thì người ta có thể tạo nhịp tạm thời bằng chọc kim điện cực xuyên lồng ngực vào tim, tận dụng những cái điện cực mà đầu kỵ đầu nó nhọn như cái kim xuyên thẳng vào trong vùng tim, thế và để tạo nhịp tim. Đấy là trong những trường hợp cấp cứu. Thế thì cái máy tạo nhịp qua lồng ngực người ta cũng ít dùng. Cái này nó chỉ có cái tác dụng là nó chỉ gọi là tạm thời trong cái việc chờ chúng ta đặt những cái đường tạo nhịp qua đường khác, thì người ta đặt máy tạo nhịp nó giống như là máy sốc điện ấy. Các bạn đặt hai cái điện cực, cái điện cực dương, cái điện cực âm, và có thể ở trước tim hoặc là ở tư thế trước sau. Đấy, cực dương và cực âm ở trước sau, và sau đó thì bật máy nó sẽ kích thích. Thường là những cái máy sốc điện mới bây giờ là nó có bộ phận gọi là tạo nhịp tim luôn, thì nó thường là tạo nhịp tim theo mốt là nó cố định và thường khoảng 60 chu kỳ phút, và cường độ dòng điện nó rất là lớn, từ 50 cho đến 100 mA. Các bạn biết là bình thường chúng ta tạo nhịp chỉ có khoảng 5-10 mA thôi, cái này nó gấp đến cả 10 đến 20 lần, nó rất là lớn. Và cho cái này chỉ có tác dụng là chờ, trong tình huống chúng ta chờ để chuẩn bị tạo nhịp qua đường tĩnh mạch thôi. Trong lúc chúng ta loay hoay chưa đặt được thì cái này nó rất là một cứu cánh, thay bằng cái việc chúng ta có phải ép tim bệnh nhân thì cái này chúng ta tạo nhịp này tim chúng ta sẽ đập, chứ còn thực chất nó rất khó chịu, nó đập một cái thích điện và em khó chịu, nhưng mà nó có cái giá trị riêng của nó. Thế còn trong phẫu thuật tạm thời, trong phẫu thuật tim thì người ta, đây là cái dây điện cực trong phẫu thuật, người ta chỉ khâu nó vào trong cơ tim này thôi, xong để hai cái đầu điện cực ra ngoài cắm vào máy tạo nhịp, thế là nó kích thích thượng tâm mạc. Cái này nó cũng được một thời gian, sau một thời gian thì thường là khoảng sau 2 tuần thì cái chỗ mà ở thượng tâm mạc này nó sẽ sẹo sơ hóa, cái chỗ này thì nó sẽ, cái ngưỡng nó sẽ tăng lên và cái dẫn nó sẽ kém đi và nó sẽ không dẫn được điện học nữa. Chúng ta tập trung trao đổi về cái tạo nhịp tim qua đường tĩnh mạch hay là tạo nhịp qua nội tâm mạc, thì đây là cái phương pháp rất là phổ biến và thường là chúng ta sẽ tạo nhịp một buồng theo nhu cầu của người bệnh. Thì theo nhu cầu người bệnh nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là khi nào mà cơ thể bệnh nhân cần thì máy nó mới phát nhịp. Tức là gì? Tức là nếu mà nhịp tim chúng ta mà cao chẳng hạn thì máy nó nhận cảm là cái nhịp này của bệnh nhân là đủ rồi, thì máy nó sẽ không hoạt động nữa, nó sẽ ở trong trạng thái chờ. Thế khi nhịp tim mà thấp hơn, nó thấp hơn cái mà ngưỡng chúng ta, cái mà chúng ta cài đặt ấy, thì nó bảo thì cái máy nó tự động nó sẽ thấy rằng nhịp tim thấp như vậy thì như vậy là sẽ không đủ cái tần số tim là như chúng ta mong muốn, và lúc đấy thì nó lại kích thích cho quả tim đập. Thì vấn đề mong muốn tần số bao nhiêu là do chúng ta cài đặt 50, 60, 70, 80, 90 chu kỳ phút, do chúng ta hoàn toàn do chúng ta cài đặt, và cái máy này nó sẽ hoạt động theo cái cơ chế là như vậy. Thì cái phương thức tạo nhịp của máy tạo nhịp tạm thời thì nó cũng giống như là chúng ta khi đặt máy, cái máy tạo nhịp vĩnh viễn thôi. Người ta dựa vào cái bảng mã hiệu tạo nhịp tim NBJ, cái này nó có từ lâu rồi, từ những năm 90 cơ, của hội tim mạch Hoa Kỳ và hội tim mạch Anh. Người ta đồng thuận ra cái cốt mà nó được ghép lại với những cái chữ như là VVI, AAI hoặc DDD đấy, các bạn thấy hay nói là cái máy tạo nhịp VVI ấy. Đấy, thì máy tạm thời nó cũng hoạt động như thế. Mình chỉ giới thiệu một số những cái phương thức đơn giản để các bạn chúng ta có thể thực hiện trong khi cấp cứu. Đấy là gì? Phương thức tạo nhịp tạm thời đơn giản nhất là một buồng thất, tức là cho cái điện cực vào trong buồng thất, sử dụng cái phương thức gọi là VVI. Tại sao lại có hai chữ V và chữ I này, có nghĩa là gì? Có nghĩa V thứ nhất có nghĩa là gì? Tức là kích thích tạo nhịp tim tại buồng thất. Cái V thứ hai có nghĩa là gì? Là nhận cảm tín hiệu cũng từ buồng thất, và
cái y này, chữ y này là gì, là có thể ức chế nếu khi nhận cảm được tín hiệu của bệnh nhân, tín hiệu điện học của bệnh nhân thì từ buồng thất thì cái máy lập tức nó sẽ ức chế không phát xung nữa. Cái rất quan trọng, vì nếu khi mà các bạn hình dung mà nếu mà nó không nhận cảm được, tim vẫn cứ bóp, máy vẫn cứ phát xung thì khác nào là mình cứ kích thích điện liên tục vào quả tim thôi, thì nó sẽ gây những cái rối loạn nhịp có thể nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân. Thế đấy là rất quan trọng. Thì đây là cái điện đồ của một cái trường hợp cái máy tạo nhịp thôi. Rất đơn giản, các bạn thấy không? Có cái style kích thích ở đây và kích thích thắt đập đấy. Kích thích thắt quỷ rét giãn rộng, đây là nhịp xoang, là thanh mạch, và đây là kích thích thắt và nó tạo nhịp. Thế thì đấy là cái mốt tạo nhịp thắt DVI. Thế còn một cái phương thức tạo nhịp tạm thời nữa là tạo nhịp nhĩ một buồng. Cái này ít dùng trong khi cấp cứu, các bạn cấp cứu bệnh nhân mà thường hay dùng ở trong những cái phòng lab như ví dụ chúng tôi làm về điện sinh lý tim, thì chúng ta có thể đặt tạo nhịp tạm thời một buồng nhĩ để kích thích. Thế là nhĩ có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta đặt điện cực ở buồng nhĩ và buồng nhĩ và nó kích thích nhĩ phải, nhận cảm nhĩ phải và ức chế nhĩ phải. Đấy. Và khi thường dùng cái này trong những trường hợp mà bệnh nhân nhịp chậm, ví dụ có suy nút xoang chẳng hạn, thì đấy nó tự nó kích thích nhận cảm nhĩ này. Đây nó nhận cảm nhĩ hoàn toàn này, xong nhĩ tự nhiên của bệnh nhân đây, dương đây. Sau đó một khoảng thời gian nó không nhận được tín hiệu từ nhĩ thì lập tức nó phát tín phát xung đây. Nó phát xong nhĩ âm đây, đây là máy phát xung động. Máy phát xung động và tạo nhịp nhĩ để cho nhịp tim bệnh nhân đập một cách sinh lý. Thế thì đối với cả phương pháp mà tạo nhịp này thì chúng ta cũng phải như là chúng ta phải chuẩn bị bệnh nhân thôi, phải giải thích cho bệnh nhân và gia đình về nguy cơ, lợi ích của thủ thuật và cam kết nó là một cái thủ thuật can thiệp vào trong cơ thể của bệnh nhân, trừ những trường hợp khẩn cấp cấp cứu thì chúng ta phải làm ngay, không cần phải đợi phải giải thích. Những cái thủ thuật này thì chúng ta nên được tiến hành ở những nơi mà có đầy đủ phương tiện thuốc cấp cứu tim mạch. Và đặc biệt bây giờ tốt nhất là nên thực hiện với sự trợ giúp của màn hình quang tăng sáng, tức là máy chụp mạch kỹ thuật số hoặc là máy siam, thì đấy là an toàn nhất. Không gì bằng an toàn khi mà chúng ta làm không phải bị làm mù, làm mờ, mà đưa các cái điện cực nó vào đúng cái vị trí mong muốn ở trong buồng tim. Đây là tốt nhất là chúng ta có cái máy chụp mạch, máy siam đấy, chúng ta soi rõ đường đi các vị trí vào buồng tim, đặt nhĩ đặt thắt, chúng ta chỉnh vừa nhanh vừa an toàn hiệu quả cho bệnh nhân. Chứ là tránh những cái trường hợp không có máy chẳng hạn, bắt buộc thì chúng ta mới phải đặt tại giường thôi, còn chúng ta nên đặt ở trong những cái buồng có máy. Và có rất nhiều loại máy tạo nhịp, một bộ có rất nhiều máy tạo nhịp tạm thời. Các bạn thấy là có rất nhiều các loại máy tạo nhịp tạm thời. Riêng ở viện tim mạch các bạn thấy có đến 2-3 loại máy tạo nhịp tạm thời khác nhau. Nhưng dù nó có khác nhau, đây có rất nhiều hình ảnh khác nhau, có thể một buồng như thế này, hoặc có thể hai buồng, hoặc có thể hai buồng, thì nó cũng đều có những cái tính chất, đều có những cái chức năng riêng, đều có những cái chức năng chung giống hệt nhau, và chúng ta hoàn toàn có thể chỉ cần nhìn những cái chữ viết, những ký hiệu của nó là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được một cách rất là nhanh gọn và thuận lợi. Và hầu hết tất cả những cái máy tạo nhịp này nó đều chạy pin và đều sử dụng một cái pin tiêu chuẩn hết, nên là các bạn yên tâm là nó không bao giờ nó chạy bằng nhiều loại pin khác nhau cả. Phần lớn thì chúng ta cấp cứu thì chúng ta chỉ cần đặt máy tạo nhịp một buồng thôi. Và cái máy tạo nhịp nào thì nó cũng có 3 cái loại núm và 3 cái loại đèn báo cơ bản. Thứ nhất là máy tạo nhịp nào nó cũng có 3 cái núm điều chỉnh, có thể là bạn bằng tay hoặc bằng nút bấm. Thì thứ nhất là phải điều chỉnh được tần số, đúng không ạ? Nhịp tim các bạn đặt là 50, 60, 70, 80, 90 chu kỳ phút, nó phải điều chỉnh được tần số. Cái hai nữa là nó phải điều chỉnh được cường độ phát xung, đúng không ạ? Các bạn để kích thích tim chứ không có cái máy nào lại cố định là ví dụ như 3mA hoặc là 3V chẳng hạn, không bao giờ có máy nào cố định mà nó phải điều chỉnh được. Chúng ta phải điều chỉnh tăng giảm được cường độ phát xung. Và cái thứ ba nữa là nó phải có cái nút để điều chỉnh mức độ nhận cảm của nhịp tim bệnh nhân. Vì mỗi người có một nhịp tim, có một cái đặc điểm riêng khác nhau, và nên cái máy nó sẽ phải điều chỉnh để sao nhận cái nhịp tim của bệnh nhân nó chính xác, thì nó mới không có cái tình trạng là cứ tạo nhịp mặc dù là vẫn có nhịp tim. Và máy nào nó để cho thuận lợi cho mọi người thầy thuốc, nó cũng có những cái đèn báo. Đấy là gì? Khi nó phát xung thì tự nhiên cái đèn bao giờ nó cũng báo màu xanh. Còn nếu khi nó không phát xung, nó sensing nhận cảm thì có thể nó cũng xuất hiện cái đèn màu vàng. Đấy. Và tình trạng pin
bắt buộc phải có vì nó chạy pin. Chúng ta chẳng biết là nếu mà không biết nó chạy bao giờ nó hết pin chẳng hạn, đêm mà nó mà hết pin thì rất nguy hiểm. Cho nên là luôn luôn có đèn báo tình trạng pin, và khi gần hết pin thì thường nó chuyển sang màu đỏ, nó báo, nó nhấp nháy, hoặc là nó báo vàng, đèn vàng cho chúng ta để chúng ta biết chúng ta thay pin. Thì đây là cái máy đơn giản thôi, các bạn nhìn thấy có 3 cái nút đúng không ạ? Thứ nhất là tần số đây, có thể từ 30 cho đến 180 chu kỳ phút đây, tần số đấy, bits per minute, nó có tần số tính theo phút. Thứ hai là cường độ dòng điện đây, từ 0.1 miliampere cho đến 20 miliampere đấy. Thứ ba nữa là độ nhận cảm đây, độ nhận cảm từ không nhận cảm cho đến 20 cho đến giảm dần cho đến 0.5 milivolt là có độ nhận cảm. Đấy, cái máy nào cũng thế, nó chỉ khác nhau cách trình bày thôi. Và các cái đèn tín hiệu bao giờ cũng thế, đèn báo sensing này, đèn báo nhận cảm, đèn báo tạo nhịp, đèn báo có hết pin hay không. Đấy là cái máy tạo nhịp, nào nó cũng cơ bản là như thế. Đến tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái gọi là dây điện cực. Thế cái dây điện cực thì nó có rất nhiều các loại dây, có rất nhiều các loại dây, nhưng tựu chung lại là đều là dây, nó đều là dây điện cả. Và đầu của nó có các cái cực, có thể truyền cái dòng điện kích thích đến cho tim. Bạn chỉ cần nhớ thế thôi. Nó có rất nhiều các cái loại dây, và đã là dây thì bao giờ nó điện, dây điện thì nó phải có ít nhất là hai cái dây ra đúng không ạ? Một cái cực âm, một cái cực dương, bạn chỉ cần nhớ thôi. Thế và cái dây điện này nó vừa truyền dòng điện và nó lại nhận tín hiệu, đầu nó có những cái bản cực này, nó vừa nhận tín hiệu từ buồng tim quay ngược trở lại máy tạo nhịp. Nó có những cái dây điện cực người ta làm thiết kế riêng để cho những cái việc chúng ta đặt máy tạo nhịp cấp cứu, ví dụ như đặt ở tại buồng bệnh chẳng hạn, không có màn hình tăng sáng, không có máy siêu âm để soi xem đường đi của dây điện cực như nào, thì người ta có những cái điện cực đầu có quả bóng, bơm quả bóng lên, sau khi cho chọc đưa cái điện cực đấy vào buồng tim rồi bơm quả bóng ấy, thì quả bóng đấy tự động nó trôi theo cái vòng van ba lá, nó trôi vào trong buồng thất phải, thế là nó giữ ở đấy mà nó kích thích những cái tạo nhịp để nó có bóng đấy để đặt tạm thời. Thế còn những cái bóng này thì cái dây điện cực có bóng người ta không dùng trong cấp cứu ngừng tuần hoàn, để tránh cái bóng, vì ngừng tuần hoàn làm gì có nhịp tim nữa thì cái bóng nó không trôi được. Cái này phải có ít nhất phải đưa nhịp chậm, nó phải có nhịp tim thì quả bóng nó mới trôi được từ nhĩ qua vòng van ba lá xuống thất phải được. Thế khi mà ngừng tim nó không có nhịp gì cả, bóng nó không trôi được, thì người ta không dùng trong trường hợp mà ngừng tim không có huyết động gì cả, cho cái điện cực thường vào thôi. Thế và cái kỹ thuật thì chúng ta điện cực thì quả tim chúng ta nằm nó uốn cong ở trong buồng tim, thì chúng ở trong lồng ngực thì chúng ta điện cực chúng ta cũng phải uốn cong để cho nó phù hợp theo cái đường cong sinh lý đấy để nó vào trong các buồng tim, thì tôi sẽ nói một chút nữa với cả các bạn, thì làm nó cũng không có gì là phức tạp cả. Và chúng ta phải có những cái dụng cụ để đưa điện cực vào, ví dụ như là có những cái introduce, có những cái hay gọi những cái sheath đấy. Cái sheath này cái đường kính của nó phải phù hợp nhét được cái dây điện cực vào, chứ nếu mà sheath bé quá chúng ta chẳng nhét được cái dây điện cực vào thì chúng ta cũng không thể tạo nhịp tạm thời cho bệnh nhân được. Có cái kim chọc mạch, và cái kỹ thuật của nó bao giờ cũng tuân theo 4 bước cơ bản trong việc tạo nhịp tim tạm thời. Thứ nhất là chúng ta phải xác định mạch máu là chọc mạch để tạo đường vào, sau đó thì đặt introduce hay là theo phương pháp Schrödinger, và sau đó chúng ta đưa dây điện cực qua cái introduce, qua cái introduce đó, và đưa điện cực vào vị trí mà chúng ta muốn, ví dụ ở tâm thất hoặc ở tâm nhĩ, thường là chúng ta sẽ đưa vào thất phải, và sau đó chúng ta tìm ngưỡng tạo nhịp của máy và tìm ngưỡng nhận cảm của máy, và sau đó thì chúng ta sẽ cài đặt máy trong thời gian mang máy tạo nhịp tạm thời. Vậy thì cái vị trí chọc mạch thì chúng ta sẽ chọc mạch ở đâu? Đối với cả việc chúng ta đặt máy tạo nhịp tạm thời thì thường chúng ta phải chọn những cái mạch máu lớn mà nó gần tim, và đường đi của nó tương đối thuận lợi, tức là nó không quá gập vấp, không quá là vòng vèo để chúng ta đưa điện cực vào thuận lợi. Thì cái mạch thuận lợi nhất chính là mạch tĩnh mạch dưới đòn trái. Đây nó rất gần tim, các bạn thấy đây. Ta chỉ đặt cái tim uốn cong, uốn vòng và đưa thẳng vào trong buồng thất phải được. Cái vị trí thứ hai thuận lợi đấy là tĩnh mạch cảnh trong bên phải. Các bạn nhìn đây, nó thẳng, đi thẳng một cái cũng cong vèo luôn vào trong này. Đấy, cái đường thứ ba nữa cũng thuận lợi đấy là tĩnh mạch đùi, đi thẳng đây đến đây thì bắt đầu cái điện cực chúng ta uốn cong thì nó cũng bổ thẳng luôn vào trong thất phải. Thế và một đường nữa là tĩnh mạch dưới đòn phải thì nó không thuận lợi lắm, vì chúng ta đưa uốn cong vào đây, nếu mà cong nữa thì nó lại vòng ra vùng nhĩ phải, và chúng ta lại phải xoay ngược lại thì nó mới vào được vùng thất phải.
Cho nên đặt tạm thời mà đặt mò qua đường tĩnh mạch dưới đòn phải là rất khó. Còn tập dưới màn tăng sáng có máy chụp mạch hoặc máy siam thì không nói làm gì rồi. Cái kỹ thuật chọc mạch thì các bạn cũng chọc theo phương pháp Seringer như chúng ta đặt catheter tĩnh mạch thôi, cũng không có vấn đề, không có vấn đề gì là khó cả. Kỹ thuật này các bạn cũng đều biết hết cả rồi. Và nếu mà khi chúng ta đặt ở đường dưới đòn mà chúng ta đặt mò ấy, thì chúng ta đưa cái gai vào lòng mạch. Thế nếu mà đưa cái gai vào mà nó đi được khoảng 30 cm thì chắc chắn là nó đã đi vào trong buồng tim rồi. Chứ còn nếu mà chúng ta đưa mà nó bị mắc thì chứng tỏ là nó bị lên trên tai này này, nó bị vòng từ lên tĩnh mạch cảnh nó lên trên đầu thì là nó sẽ bị mắc cái gai đấy. Chúng ta phải kéo ra, chúng ta đi lại. Cái kỹ thuật chọc mạch thì nó cũng đơn giản thôi. Đây, kỹ thuật chọc mạch thì chúng tôi đưa những cái gai oai, đây ví dụ chọc qua tĩnh mạch dưới đòn trái để đưa gai oai thẳng vào trong buồng tim. Và cái vị trí chúng ta sẽ đặt điện cực như thế nào thì chúng ta cố gắng đặt điện cực vào mỏm thất phải. Tại sao? Vì mỏm thất phải khi nó bóp có nhiều bè cơ, nó giữ cho cái điện cực nó chắc, nó không bị di lệch. Nghĩa là điện cực của chúng ta cố định cách rất thụ động, găm vào các cái bè cơ thôi. Và chúng ta cố gắng đặt điện cực vào mỏm thất phải. Và chúng ta luôn luôn phải lưu ý đến trên máy theo dõi là chúng ta tránh cái việc là chính cái điện cực này của chúng ta nó lại gây, nó cứ lật phật ở trong buồng thất, nó gây ngoại thâm thu hoặc khởi phát những cơn tim nhịp nhanh. Vậy thì các cái đường vào thì từ tiếp cận từ tĩnh mạch dưới đòn trái như tôi nói là thuận lợi nhất, lý tưởng nhất, ít di lệch điện cực khi bệnh nhân cử động. Nhưng nhược điểm mà đặt ở cái vùng này thì đến lúc nếu bệnh nhân chẳng hạn có chỉ định cái máy tạo nhịp vĩnh viễn chẳng hạn thì sẽ rất khó khăn, vì đã có cái đường tạo nhịp tạm thời đấy rồi thì nó đặt thêm một cái đường vĩnh viễn vào đây thì cái vấn đề về vô khuẩn, vấn đề tạo túi máy tạo nhịp nó sẽ gặp nhiều khó khăn. Thế cho nên là khi mà tiên lượng bệnh nhân có thể sẽ phải đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn thì thường người ta sẽ không lựa chọn cái đường này mà người ta chuyển sang các cái đường khác, ví dụ như đường tĩnh mạch cảnh trọng trong bên phải hoặc dưới đòn phải hoặc tĩnh mạch đùi chẳng hạn. Đây, cái đặt cái đường từ tĩnh mạch dưới đòn trái thì đơn giản cực kỳ các bạn. Đây, trên tư thế chụp buồng tim, đây là tư thế buồng tim đấy, các bạn nhìn thấy cái vòng van ba lá nằm như này thì cái uốn cong cái đầu cái đầu điện cực như này, đẩy vào một cái đến vòng ba lá, đẩy tiếp cái là nó vào luôn, rất là dễ. Đặt qua đường tĩnh mạch dưới đòn trái thì là rất là dễ đấy. Cái đường tĩnh mạch cảnh trong bên phải thì cũng dễ đúng không ạ, nó cũng một đường uốn như thế và thuận lợi và chúng ta cũng đưa qua rất là dễ. Nhưng mà có cái là đặt dễ thì cố định lại khó. Cổ bệnh nhân có bao giờ thẳng đâu, ăn uống người ta gập ngủ ấy, quay đầu một hồi thì điện cực lại rời ra mất rồi. Đặt dễ vào thì nó lại dễ bay ra đấy, lại rất lại dễ đấy. Cảnh thì lại rất khó, bệnh nhân quay đầu quay cổ tác động lực điện cực rất dễ bị di lệch. Thế tuy thì coi như là chỉ còn mỗi cái đường là tĩnh mạch dưới đòn phải thì là còn được, nhưng tuy nhiên cái đường này thì nó lại không thuận lợi khi đưa điện cực qua van ba lá, nhất là chúng ta làm mù tại giường chẳng hạn thì rất là khó. Nhưng mà tuy nhiên dưới màn tăng sáng thì chúng ta vẫn có làm được một cách dễ dàng. Thì cái ưu điểm của cái vùng này là được cố định tương đối chắc, vì cái điện cực nó hình cong hình chữ như cái móc câu như này, tương đối chắc và ít bị xê dịch. Và hai nữa chúng ta còn có cả cái vùng tĩnh mạch dưới đòn trái để nếu cần sau này đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn. Thì cái hướng tiếp cận từ tĩnh mạch dưới đòn phải như thế này, các bạn này chọc tĩnh mạch dưới đòn phải đây, đưa điện cực vào buồng nhĩ này đấy, điện cực luôn luôn uốn cong rồi luôn luôn nó sẽ vào cái buồng nhĩ. Như vậy nếu mà chúng ta đẩy tiếp thì nó sẽ cứ găm vào buồng nhĩ thôi. Đây, trong đó vòng van ba lá đây, nó cứ găm vào buồng nhĩ. Vậy thì chúng ta sẽ phải làm nào, thì chúng ta lúc đấy chúng ta sẽ phải xoay 180 độ, xoay 180 độ theo cái đồng hồ này, xoay một cái thì từ cái nhĩ này nó sẽ bật ra đúng 180 độ, nó sang bên đối diện thì nó sẽ vào cái vòng van ba lá. Thế vào vòng van ba lá xong rồi như thế nào thì chúng ta đẩy tiếp vào thì nó sẽ găm vào vùng đường ra thất phải hoặc là vùng vách lên thất. Như vậy chỗ này cũng không chắc nó sẽ tuột, thì lúc đấy chúng ta lại phải kéo nhẹ lại một chút và khoảng 1 cm thôi, kéo lại để cho nó di động tự do trong cái buồng thất, sau đó quay ngược chiều kim đồng hồ, tức là quay ngược lại vòng tay ta quay từ trái sang, quay ngược lại trái sang phải, thì cái này nó cái đầu điện cực này nó bật ra khỏi cái vách liên thất này và nó cắm xuống mỏm, xong ta đẩy xuống một cái thì nó sẽ xuống mỏm thất phải, thì đẩy xuống mỏm thất phải nó găm vào mỏm thất phải, thì vị trí này là vị trí
tương đối là chắc chắn và nó không bị bật ra. Sau đó thì chúng ta đẩy thêm sông điện cực vào nữa để cho nó tạo thành như hình cái móc câu như này, các bạn nhìn này đấy. Thế và nó giữ cái điện cực này luôn ở mỏ, thì khi thắt nó bóp thì nó càng thít chặt giữ cái điện cực này lại, nó bóp dở ra thì nó không bị bật. Cái này phương pháp này thì nếu mà làm trên màn tăng sáng thì các bạn cũng phải làm vài lần thì nó mới quen được những cái chiều vặn dây điện cực, chiều chúng ta lái dây điện cực, cũng phải làm vài lần mới quen, chứ còn không thì nó cũng rất là khó khăn. Thế một cái đường nữa cũng rất là nhanh dễ, đấy là đường tĩnh mạch đùi mà các bác sĩ làm can thiệp rất thích. Đường tĩnh mạch đùi phi vèo một cái điện cực của nó cong vút này, phi vèo một cái qua tĩnh mạch cái là nó chui tọt luôn vào vòng van ba lá luôn, vào luôn thất phải luôn, như này nhanh thuận lợi. Dưới màn tăng sáng thì chắc chỉ mất chưa đến một phút, thường chỉ khoảng 20 giây là đặt xong. Nhưng nhược điểm của nó là cái này thì chỉ làm một thời gian ngắn thôi chứ không để lâu được, vì để nếu mà để lưu cữu vài ngày cho bệnh nhân thì sẽ nguy cơ bị nhiễm trùng, huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới, rồi hạn chế vận động cho bệnh nhân lại cứ nằm chân bất động, rất dễ tạo huyết khối tĩnh mạch sâu lại bắn lên phổi, nó gây nhồi máu phổi thì chết. Đấy, cái đường này thì nó rất là ưu điểm, rất nhanh gọn nhưng chỉ trong một thời gian ngắn thôi, chúng ta phải thay bằng đường khác. Và khi cố định điện cực ở trong buồng tim thì chúng ta phải điện cực phải chắc chắn, nó bám chắc vào bè cơ. Tất cả những cái này chỉ làm được khi các bạn có màn hình tăng sáng, màn tăng sáng hoặc là máy chụp mạch kỹ thuật số thì chúng ta mới theo dõi được xem các cái di động di chuyển của cái ngoại của cái điện cực như thế nào. Thế còn rất khó khăn là khi chúng ta phải đặt máy tạo nhịp tại giường. Cái này là khó này, đặt máy tạo nhịp tại giường thì tốt nhất là chúng ta phải đặt nhiều lần ở trên máy mà nó có cái màn, có màn tăng sáng ấy, tức là gì, chúng ta nhiều lần chúng ta làm trong phòng can thiệp, chúng ta mang bệnh nhân sang, chúng ta đặt máy tạo nhịp dưới màn tăng sáng soi, biết rõ đường đi rồi thì chúng ta sẽ có kinh nghiệm để sau này chúng ta làm mù tại giường, chúng ta sẽ tưởng tượng ra đến cái thì nào nó sẽ như thế nào và chúng ta sẽ lái nó vào buồng thất phải như thế nào. Hoặc là chúng ta sẽ phải sử dụng các cái điện cực có bóng ở đầu để khi đặt thì bơm bóng lên, đấy là nó trôi qua van ba lá luôn theo dòng chảy, trôi luôn vào thất phải. Và trong những trường hợp cấp khẩn cấp, cấp cứu cần nhanh thì chúng ta nên chọn những cái tĩnh mạch dễ, ví dụ như tĩnh mạch dưới đòn trái hoặc tĩnh mạch đùi, chứ đừng đặt tạm thời, đặt bò ở bên trên giường bệnh nhân mà ta đặt ở tĩnh mạch dưới đòn phải chẳng hạn thì sẽ rất khó khăn. Và chúng ta cần phải ước lượng độ dài điện cực dựa vào từng bệnh nhân một để chúng ta đặt máy. Thì thường là chúng ta ước độ dài cho tình huống đặt tạo nhịp tim tạm thời là thường là khoảng từ cái tĩnh mạch dưới đòn cho đến vòng van ba lá khoảng 25 cm. Thế sau đến vòng van hai lá thì 25 cm, chúng ta đẩy vào thêm khoảng 5 cm nữa thì là nó sẽ vào trong buồng thất phải thôi. Đấy, còn nếu mà qua đường tĩnh mạch dưới đòn phải thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ ngắn hơn là cái tĩnh mạch dưới đòn trái, thì thường nó chỉ khoảng 20 cm thôi, ngắn hơn khoảng 5 cm thì nó đến cái vòng van ba lá và sau đó chúng ta cũng quay ngược lại để cho nó vào buồng thất phải. Thì nói chung là khi mà đặt tại giường ấy thì chúng ta không biết được nó có vào mỏ thất phải hay không đâu, chúng ta là mù. Thì tóm lại là nó vào đâu cũng được, cứ vào trong thất phải, đường ra thất phải, vách liên thất, vào đâu cũng được, ngựa miễn là nó dẫn được, miễn là nó kích thích, nó có nhịp tim được là được rồi. Thế sau đó thì chúng ta không, đừng có cố mà phải lái vào mỏm, phải cố chỗ này cho nó đẹp, đừng có cố nó bật ra, chúng ta sẽ lại phải làm lại từ đầu. Thì chúng ta sau đó thì chúng ta sẽ kiểm tra lại sau bằng siêu âm, bằng chụp X quang, hoặc chúng ta có thể nếu cần phải đặt một thời gian nhất định cho bệnh nhân, chúng ta chuyển sang phòng can thiệp để chúng ta điều chỉnh lại cái vị trí điện cực sao cho nó ở vị trí tốt nhất. Thế còn khi mà đặt mò, chúng ta chỉ cần đặt nó có được kích thích là tốt rồi, là chúng ta giữ ở như thế. Thế biểu hiện điện tâm đồ như thế nào khi bật máy tạo nhịp tạm thời thì chúng ta thấy là máy dẫn tốt, khi có một cái style đây nó dẫn một thất như này thì đấy là máy dẫn tốt đối với trường hợp tạo nhịp ở thất. Còn nhà tạo nhịp ở nhĩ thì cứ một style lại có một sóng nhĩ, xong khi theo phức một phức bộ QDS thì đấy là tạo nhịp máy dẫn rất là tốt. Trường hợp máy không dẫn là như dẫn không tốt thì như nào đây, các bạn nhìn thấy đây, pacing đây, style đây dẫn, đây chẳng dẫn gì cả, đây chẳng dẫn, có nghĩa là gì, tức là điều điện cực cố định không tốt, hoặc là cái ngưỡng chúng ta, hoặc là cái cường độ dòng điện chúng ta để không hợp lý, cho nên có cái dẫn được có cái không, thì đây là trường hợp máy không dẫn, dẫn không tốt. Và khi tạo nhịp mỏng thất phải tốt thì nhịp tim luôn luôn đều và có biểu hiện dạng block nhánh trái, các bạn thấy QS rộng, thế là tạo nhịp ở mỏng.
thất phải. Bởi vì khi chúng ta đặt xong máy tạo nhịp rồi, đưa điện cực vào rồi thì bây giờ chúng ta phải chỉnh. Đấy là chỉnh gì? Đấy là chỉnh cường độ tạo nhịp. Tức là gì? Chúng ta phải cung cấp một cái dòng điện để kích thích cho cả quả tim nó đập. Thì cường độ dòng điện thì nó tùy, và thường nó ký hiệu ở trên máy tạo nhịp, nó gọi là output. Thì quy định của nó đơn vị có thể tính là milliampere, hoặc là có cái đơn vị, có máy thì người ta tính theo volt, tức là hiệu điện thế. Có cái thì dựng tính cường độ dòng điện là bằng cường độ dòng điện, và có cái thì tính bằng hiệu điện thế, tùy những loại máy của các hãng khác nhau. Ví dụ như cái máy chúng ta đang dùng là cái máy của Medtronic, tương đối đơn giản này, cái máy một buồng, thì chúng ta thấy là cái output đây, cái người ta tính bằng milliampere đây, milliampere cường độ dòng điện từ 0,1 cho đến dương 20 milliampere. Thế còn như cái máy của Biotronic mà chúng ta vẫn đang cũng sử dụng ở đây cũng có, thì người ta lại tính bằng volt đây. Đấy. Tính bằng hiệu điện thế, tính bằng volt, thì nó cũng có từ 0,1 cho đến 10 volt. Thế vậy thì volt với cả milliampere này nó có giống nhau không? Đấy. Thế câu trả lời là nó không hoàn toàn không giống nhau, vì nó theo cái định luật ohm, thì hiệu điện thế nó tính bằng là cường độ dòng điện nhân với cả sức cản. Đấy. Trở kháng của dòng điện, đúng không ạ? R là trở kháng. Thế ví dụ cường độ dòng điện chúng ta chẳng hạn là để 1 mA, thì cái sức trở kháng nó phụ thuộc vào mô tổ chức liên kết, ví dụ như 500 ohm chẳng hạn, thì hiệu điện thế của nó sẽ là khoảng 0,5 V. Như vậy cường độ dòng điện với cả volt này là khác nhau tùy các cái máy. Và để chúng ta xác định được cường độ dòng điện để thế nào là hợp lý, để thế nào là an toàn cho bệnh nhân, thì chúng ta phải tìm ngưỡng tạo nhịp. Ngưỡng này vô cùng quan trọng. Tức là gì? Đây là ngưỡng, có nghĩa là gì? Là cường độ dòng điện hoặc hiệu điện thế thấp nhất, tức là cái mức năng lượng thấp nhất mà máy còn dẫn được tim. Tức là gì? Với cung cấp một cái lượng năng lượng thấp nhất mà vẫn kích thích quả tim đập được, thì người ta gọi đấy là ngưỡng. Và để tìm cái đấy thì người ta thường là này, bao giờ người ta cũng để máy tạo nhịp, tần số máy cao hơn nhịp tim của bệnh nhân để cho dẫn theo hoàn toàn theo máy. Thế sau đó người ta giảm dần cái output này xuống từ cao cho đến thấp, thì thường bao giờ người ta cũng để là 10 mA. Đấy, và người ta để này, sau đó người ta sẽ giảm dần xuống cho đến khi mà máy không còn dẫn được nữa thì người ta dừng lại, sau đó lại tăng nhẹ lên, lại tăng ngược trở lại, tăng lên đến khi nào đến mà máy nó dẫn được. Ví dụ như là khi chúng ta giảm dần cái vòng này xuống đến 0,5, đây 0,5, thì chúng ta thấy máy không dẫn nữa rồi, thì từ 0,5 ta lại tăng nhẹ nhàng dần lên, có khi đến 1 thì lại thấy máy dẫn. Thế người ta bảo như vậy cái ngưỡng để cho máy dẫn thấp nhất chính là 1 mA. Đấy, và thường chúng ta chấp nhận được là khoảng dưới 1 mA là tốt, còn trong một số trường hợp đặc biệt thì có thể chấp nhận cao hơn một chút cũng được. Vậy thì xác định được cái ngưỡng này rồi thì chúng ta phải đặt cường độ tạo nhịp. Thường người ta sẽ đặt gấp từ khoảng 2 lần ngưỡng, và luôn luôn là tối thiểu là 3 mA. Tức là gì? Khi chúng ta đo ngưỡng 1 chẳng hạn thì chúng ta đặt 3 mA, đo ngưỡng ví dụ như 0,5 thì chúng ta đã cài 3 mA cho nó chắc chắn, vì trong quá trình dùng nó có thể nó thay đổi ngưỡng của bệnh nhân. Cái ngưỡng này rất quan trọng. Thế sau khi mà máy đã tạo nhịp tốt rồi thì chúng ta sẽ phải tiếp tục đến phần cái nút thứ hai, đúng không? Có 3 cái nút. Thứ nhất là nút tần số, nó để tần số tim rồi. Xong đến nút thứ hai là nút cường độ dòng điện. Bây giờ đến nút thứ ba chính là nhận cảm của máy. Vấn đề nhận cảm của máy thì người ta ký hiệu bằng là hiệu điện thế là millivolt. Đây, máy nào cũng ký hiệu là millivolt hết. Tức là gì? Nó sẽ nhận cảm để như lúc ấy đã nói với các bạn. Đấy là gì? Nhận cảm nhịp nội tại của bệnh nhân để máy nó biết nó ngừng không phát xung động nữa. Và cách tìm ngưỡng nhận cảm của máy thì như thế nào? Thì các bạn thường là chúng ta có thói quen là khi đặt được máy tạo nhịp xong rồi, tìm được ngưỡng xong rồi, thế là chúng ta thành công, thôi thế là xong. Nhưng mà cái vấn đề là tìm ngưỡng nhận cảm của máy là vô cùng quan trọng, thì chúng ta thường là hay bỏ sót cái đó. Thì cách làm là gì? Là chúng ta sẽ ngược với cả làm tần số, làm cường độ dòng điện, là chúng ta đặt cho máy tạo nhịp hoàn toàn vượt tần số tim của bệnh nhân. Thì đối với cả cái phương pháp này, cái tìm độ nhận cảm của máy tạo nhịp thì người ta lại phải giảm tần số tim xuống dưới thấp hơn là tần số nhịp tim của bệnh nhân. Ví dụ tần số bệnh nhân, nhịp tim bệnh nhân là 40 chẳng hạn, thì chúng ta phải giảm xuống là 30 chu kỳ phút. Chúng ta giảm xuống đấy, xong chúng ta vặn cái nút nhận cảm
từ mức milivol từ thấp đến cao. Chúng ta vặn bắt đầu từ mức thấp cho chúng ta vặn lên mức cao, thì đến khi mà chúng ta thấy là khi chúng ta vặn cái mức nhạy cảm nó tăng dần lên, thấy nó có một cái style, có một cái style đấy, mặc dù vẫn có cái nhịp của bệnh nhân, có cái nhịp style, chúng ta dừng lại ở đấy và chúng ta sau đó thì chúng ta lại vặn ngược lại cho đến khi máy nó không thấy máy nó phát được xung nữa, đến ngay cái không còn style nữa mà đến khi nó chỉ còn nhịp tự nhiên của bệnh nhân thôi, thì đấy chính là cái nhận cảm nội tại, hiệu nhận cảm cái điện thế của quả tim ta như này. Chỉ các bạn rất đơn giản đấy nhé, các bạn để này, tức là đầu tiên các bạn để mức thấp nhất đúng không ạ, các bạn tăng dần lên này, thấp nhất, nhận cảm thấp nhất thì nó sẽ không kích thích tim tí nào cả, tim chẳng đập. Các bạn đây bạn vặn lên tăng dần, ví dụ lên đến 3 chẳng hạn, thấy nó có một cái style luôn. Ok, tức là đến 3 nó kích thích, mình dừng lại nhá. Sau đó các bạn lại vặn ngược lại, lại vặn ngược lại, từ 3 lại giảm dần. Ví dụ đến cái 2 chẳng hạn thì thấy nó cũng mất luôn, không thấy gì cả. À, như vậy là cái ngưỡng nhận cảm cái này nó dao động trong khoảng từ 2 cho đến 3 milivolt. Thế thì như vậy chúng ta sẽ cài đặt cái mức này, cái là cái ngưỡng của nó sẽ nhận là khoảng 3, chúng ta sẽ phải cài đặt nó xuống cái sensing này, chúng ta phải cài đặt nó xuống là khoảng 1.5. Tức là gì, khi mà nó nhận tất cả những cái tín hiệu nào mà nó dưới 1.5 là lập tức nó phải tạo nhịp rồi cho bệnh nhân, tức là để nó không bị tránh cái tình trạng là nó nhận nhầm các cái tín hiệu khác, nó không tạo nhịp lúc bệnh nhân cần phải tạo nhịp, nó phải tạo nhịp cho bệnh nhân. Vì nếu mà chúng ta mà để quá thấp chẳng hạn thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng gọi là oversensing, tức là gì, tức là máy nó cứ tưởng là các cái hoạt động ví dụ của nhĩ này hoặc là hoạt động của các mô xung quanh quả tim, nó cứ tưởng đấy là nhịp tim rồi, nó không phát xung nữa. Thế đặt máy mà máy nó không phát được xung thì rất nguy hiểm, tức là bệnh nhân có thể là sẽ lại bị ngất đi, lại bị trở lại những cái triệu chứng như chưa đặt máy. Thế đây người ta gọi là cái oversensing, gọi thế. Khi nó nhận cảm nhầm cái sóng T này chẳng hạn, nó cũng nhận cảm, nếu mà nó để thấp quá nó nhận cảm nhầm là ôi đây cũng là một nhịp tim rồi, thôi chẳng kích thích nữa, không luôn, thế là ngừng một thời gian chẳng có nhịp tim gì cả đấy. Thì cái đấy nó gọi là oversensing. Và trên cái điện tâm đồ đây các bạn nhìn thấy nó nhận cảm nhầm cái nhĩ đây này, nó nhận nghĩ đây là một cái nhịp tim rồi và nó không phát xung động nữa, thế là ngừng luôn. Thế nếu mà nó cứ càng như thế thì nó càng không, thì chẳng còn cái sóng kích thích đây nữa và bệnh nhân lại ngừng tim, lại nguy hiểm. Thế cho nên là cái nhận cảm này nó gọi là quá mức, quá nhận cảm, quá nhạy, nhận cảm từ cái bé tí này nó cũng nhận cảm, đấy là nhịp của bệnh nhân rồi. Thế còn ngược lại, nếu mà chúng ta nó gọi là hiện tượng gọi là over thì sẽ có under đúng không ạ, nó gọi là hiện tượng under sensing, có nghĩa là gì, máy nhận tín hiệu của nhát bóp nhưng mà nó lại không nghĩ là đây là tim bóp và lập tức là nó lại vẫn cứ phát xung, thế chứng tỏ là nó chẳng ức chế được cái máy gì cả, vẫn cứ phát xung và như vậy nó có thể cái xung tạo nhịp đấy nó có thể nó gây những ngoại tâm thu và có thể gây những cái rối loạn nhịp như nhịp nhanh thất hoặc rung thất nếu nó rơi vào sóng R. Thế đây là cái hiện tượng nó gọi là nhận cảm quá kém, tức là gì, do mình cài đặt. Thế ví dụ mình cài đặt nó cao chẳng hạn, cái mức ngưỡng nhận cảm của nó là 3 chẳng hạn, thì mình cài là 5 chẳng hạn milimét, thế là tất cả những cái sóng ở dưới này nó coi như đây là mặc dù có nhịp tim bệnh nhân nhưng nó coi như là không có, thế là nó cứ thế nó kích thích, nó cứ thế nó thôi, không có nhận, không thấy đâu cả là tôi phải kích thích. Thì khi nó kích thích như thế, đây nó nhận, nó cái này nó chẳng nhận được đây là một cái nhịp tim bệnh nhân, thế là nó kích thích style vào đây. Thế chẳng hạn đây là ở sườn xuống của sóng T chẳng hạn, nó kích thích vào đây nó lại khởi phát một cái ngoại tâm thu và có thể gây nhịp nhanh và có thể gây những cơn nhịp nhanh cho bệnh nhân, thậm chí là cả rung thất. Bây giờ một số cái máy nó hiện đại nữa thì nó có cái chế độ gọi là máy tạo nhịp vượt tần số, tức là gì, có những cái chế độ máy chúng ta thường là chỉ dùng cho ở buồng nhĩ thôi và nó kích thích tần số tim rất nhanh để cắt các cái cơn nhịp nhanh và thường ở buồng nhĩ và nó cắt những cơn nhịp nhanh trên thất. Thế còn ở buồng thất thì người ta thường không dùng cái phương pháp này nếu nhịp tần số thất quá nhanh, vì nó có thể gây ra những cái cơn rối loạn nhịp khác. Và thường cái kích thích này thì cái nút này luôn luôn phải giữ tay và tần số nó đập nhanh hơn tần số tim khoảng 20 nhịp một phút, và
sau khoảng 10 đến 20 nhịp thì máy nó tự động nó ngừng một cái, ngừng đột ngột, thì đấy là mất tim không dẫn theo máy nữa và trở lại được cái nhịp xoang, người ta gọi là cắt cái cơn nhịp nhanh bằng kích thích tạo nhịp vượt tần số. Thế đối với cả những bệnh nhân mà sau khi đặt máy tạo nhịp rồi thì chúng ta sẽ phải theo dõi như thế nào? Chúng ta phải theo dõi bằng các cái monitor làm điện tâm đồ 12 chuyển đạo, theo dõi các cái biến chứng có xảy ra hay không và cài đặt các cái mức, các cái thông số như đã trình bày với cả các bạn, và theo và chúng ta phải sẽ phải thay băng định kỳ cái vị trí đường vào. Và nói chung là đối với cái máy tạo nhịp tạm thời chúng ta đặt không nên đặt kéo dài quá một tuần, vì quá một tuần nó sẽ gây nguy cơ nhiễm khuẩn, nó sẽ tăng rất cao, thường 5 ngày là nguy cơ nhiễm khuẩn nó sẽ tăng lên gấp 3 lần. Biến chứng của việc đặt cái máy tạo nhịp là như thế nào thì nó có đầy đủ những cái biến chứng của kỹ thuật làm, như chúng ta kỹ thuật chọc mạch, chúng ta có thể chọc vào màng phổi gây tràn khí tràn máu màng phổi, chúng ta khi chúng ta gây tê nhiều có thể gây ngộ độc lidocaine, gây độc ngộ độc thuốc tê, rồi chúng ta có thể gây ra những cái rối loạn nhịp khi chúng ta lái các dây điện cực ở trong buồng tim, đều chúng ta đều có thể gặp những cái biến chứng đó. Và đặc biệt là chúng ta có thể gây ra một cái tình trạng phụ thuộc máy tạo nhịp tạm thời ở những bệnh nhân mà nhịp tim quá chậm, khi đặt máy rồi thì nó phụ thuộc máy tạo nhịp, cho nên nếu mà chúng ta mà rút dây điện cực ra thì rất có thể là nhịp tim nó sẽ ngừng vô tâm thu trong một thời gian dài, cho nên là chúng ta rất phải cẩn thận, đặc biệt là khi chúng ta thay pin máy tạo nhịp tạm thời chẳng hạn. Và cũng có một số cái biến chứng ít gặp hơn, ví dụ như thủng tim do điện cực tái thì thường hay gặp là ở những trường hợp mà bị nhồi máu cơ tim, hoại cử, hoại tử, thất phải. Cho nên khi mà đưa cái điện cực vào thì nó rất dễ là có thể gây thủng tim. Một cái biến chứng nữa chúng ta cũng có thể gặp đấy là tuột điện cực. Qua quá trình bệnh nhân nằm điều trị có thể làm tuột điện cực, làm mất dẫn máy tạo nhịp. Và những ở những bệnh nhân mà nhịp quá chậm thì có thể gây ngừng tim, hoặc là hết pin chẳng hạn mà chúng ta không theo dõi kịp thời thì chúng ta chỉnh sửa máy. Cho nên là đối với cả những cái đặt máy tạo nhịp là bệnh nhân chúng ta phải theo dõi hết sức cẩn thận để tránh những cái biến chứng gây ra có hại cho bệnh nhân. Thì đấy là cái phần trình bày của tôi về hai kỹ thuật là sốc điện điều trị rối loạn nhịp tim trong những trường hợp cơn nhịp nhanh, điều trị các loại nhịp nhanh bằng sốc điện, và cái thứ hai nữa là đặt máy tạo nhịp tạm thời trong điều trị tất cả các trường hợp nhịp chậm mà có triệu chứng.